các bạn nha. Hôm nay là mình nghe một tin tức là ở Thịnh Lộc có nghệ nhân điêu khắc là một thầy nổi tiếng ở Thịnh Lộc mấy bạn nhé. Đây là ông thầy này là ở điêu khắc học ở đâu về, nhưng nay ông về ngoài này ông mở cái tiệm điêu khắc. Thì bây giờ mình đang đi tìm đường, mình sẽ quay cho mấy bạn xem nhé, và mấy bạn nhớ đăng ký và like subscribe cho mình nhé, để xem bộ phim này mình quay có hay không nhá. Ông này ông quay rất là nổi tiếng ạ. Ông này là ông khác một ông thầy nổi tiếng bóng đá Việt Nam, mấy bạn có biết không? Đó là ông thầy Bắc Khang Xeo nhá. Mình hãy đi vào tiệm của ông nhá mấy bạn nhá. Đó. Bây giờ chúng mình cùng đi nhá. Đi vào mình hỏi thăm đường nhà rồi mình đi vào nhá. Mình sẽ quay vào mấy tiệm cho mấy bạn xem ạ. Đấy, ông này ông gì ông Quang à. Dạ anh ạ. Hai chị ơi, cho hỏi nhà anh Quang mà làm bên điêu khắc à? Tôi đi lại đấy này, đi quá là nó bán ngoài cái đền đó. Dạ. Đi không ạ? Đi lên đây đi ra này. Dạ. Đi đi tay quay á. Dạ. Đi ra đây này. Anh ơi, anh đừng nói này. Ê, dạ dạ. Các đứng đó nè. Dạ. Đi lên mất đoàn nhà bán rồi nè. Rồi đi ra đi ngoài cái đền đó. Dạ. Dạ. Chào mẹ anh nha. Dạ. Bây giờ mình đang hỏi đường đi lại anh Hoàng Thịnh nhá. Anh Hoàng anh bên làm bên điêu khắc đường mình vào mình quay mấy ảnh cho ông thầy Bắc Khang Xeo nổi tiếng ở Việt Nam mấy bạn nhá. YouTube à? Dạ. Quay đi. Cái chậu đấy à anh? À vâng vâng. Dạ. Thế anh chắc mới về mở đây anh nhỉ? Mới mở đây. Chú đây chú Minh Hà Tĩnh nhá. Đưa lên. Em đi ở trong Hồng Lộc á. Hồng Lộc. Hồng Lộc. Đó, mấy bạn thấy không? Đây, đây, đây. Đây là anh nghề nhấn anh Hoàng nhá. Đây là anh Hoàng ở thôn Ninh Điểm ở Thịnh Lộc mấy bạn nhá. Đây là anh đang làm từ một bức tường Phật ạ. Bức này tường Phật anh Hoàng này. Tường Di Lạc. Ừ, tường Di Lạc nhá. Còn đây à, đây là một ông thầy nổi bóng đá lịch sử ở Việt Nam này, từ xưa tới nay luôn. Mấy bạn thấy không? Đây. À, đây là thầy Bắc Khang Xeo. À, còn thấy không? Đầy đủ cả ạ. Còn vài tuần nữa mấy bạn ạ. Vài tuần nữa là ông bầu đức thầy sống. Đây, mấy hình của thầy nổi bóng đá ở Việt Nam đấy. Thầy Bắc đấy ạ. Anh nghe thấy không ạ? À, đây có một hình của thầy Bắc đấy ạ. À, anh nghe thấy chưa? Đây là thầy Bắc ạ. À, toàn đấy là các anh Hoàng, các nghệ nhân cũng có tên tuổi cả mọi người ạ. À, có tên tuổi hết đấy. Anh Hoàng anh rất quá tay ạ. À, từ anh Hoàng từ một tay đục ra nhé mọi người. Mọi người hãy chia sẻ nhé. Chia sẻ thật nhiều đi ạ. À, đây là vỏ nguyên giáp phải không anh Hoàng này? À, đây là hình tượng vỏ nguyên giáp của anh hùng của đất nước Việt Nam đấy ạ.
Người thấy chưa ạ? Còn đây, anh đang khắc cái tượng Phật Bồ Tát Phật Tổ Nhĩ A chứ tượng anh Hoàng đang khắc cái tượng gì đây anh Hoàng ạ? Phật Bà Quan Âm. À, đấy là anh Hoàng đang khắc cái Phật Bà Quan Âm nhé. Anh Hoàng là một tay người nhấn điêu khắc rất rất siêu đẳng ạ. Đó. Đấy là anh Hoàng. Anh Hoàng của chúng ta đấy. Đó. Anh cùng thế như anh ở ngoài Hà Nội mới về mở đấy nhỉ? Mới vừa mở được 2 năm chưa anh? Không, chưa. Mà cái mới năm mới mở mấy tháng. À, đây là anh Hoàng mới mở mấy tháng thôi mọi người nhé. Mọi người hãy ủng hộ anh Hoàng nhé, để cho anh Hoàng tiếp tục điêu khắc trong đất nước Việt Nam mình nhé. Nói chung các anh hùng anh Hoàng đều làm cả. Đó. Bức tường này của thầy Bát đây. 2 tuần nữa mới xong mọi người ạ. Cái này là đấy là Bảo Đức. À, một người nổi tiếng trong làng bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Bảo Đức 2 tuần mới xong. Đây là có một tượng Phật nha. Tượng Phật này mình cũng chưa rõ Phật nào nữa. Nhưng đây là đúng là thầy Bắc của chúng ta này. Trong lòng hâm mộ đất nước Việt Nam này. Chuẩn bị chính chiến ngày 14 này, 14 gặp UAE. À, đây là thầy Bắc. Thầy Bắc xem. À, người đã từng đưa lên lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta và đã ký hợp đồng lại 3 năm tiếp tiếp rồi ạ. À, thầy Bắc hiện giờ đang có 3 hình ạ. À, 3 hình mà mới được một hình hoàn thiện nhé. Hình này đã hoàn thiện rồi. Hình này đã hoàn thiện rồi ạ. Đây là cái trường của anh Hoàng. À, cái trường của anh Hoàng rất nổi tiếng ạ. Toàn gỗ mịt đồ à, góc này, góc ngộ này. Những cái này qua tay anh Hoàng là thể thành những tác phẩm cả. À, anh Hoàng đang ngồi được rồi. À, hôm nay mình đi với cháu. Mình đi với cháu là mình đã hỏi nhà tới xưởng nhà anh Hoàng luôn. À, mình hỏi tới nhà anh Hoàng. Mình thể vào đây. À, anh Hoàng đúng có một mái tóc rất là nghệ sĩ ạ. À, đây là gỗ anh Hoàng. Anh Hoàng có con trai đấy. À, còn đứa con trai anh Hoàng đấy. Con nhỏ đang chơi. Đây là những khối gỗ ạ. Những khối gỗ. Những gốc cây thôi. Anh đang phát khắc tượng Phật Bà Quan Âm ạ. Mọi người hãy liên hệ tới anh Hoàng đấy nhé, nếu mà đặt tượng nào nhé, anh Hoàng thể làm. Ai mà đặt tượng Father real me. So let's go. She's a feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. We're coming to win it.
là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là đồ nghề của anh Hoàng ạ. Mình sẽ quay kỳ cho anh Hoàng khắc nhé mọi người nhé. Mọi người thấy dạ, thấy thực tế là mọi người cứ bình luận sao không ra ngoài, thì hôm nay mình sẽ ra xưởng của anh Hoàng à, mình quay thực tế cho mấy bạn luôn, một tay nghề à, siêu đẳng ở Lộc Hà mình lâu nay giờ mới biết đấy à. Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Anh à, kìa à? Kìa phải đi lại mỗi lúc lúc cũng khỏi mãi rồi. Đấy, tay nghề xíu đấy. Anh à, tay nghề xíu rồi. Quay quay lại, sát xe cho quay lại. Anh khỏi mãi đi, đi quay làm tí. Anh cái đứa con mình lên là chắc chắc lắm là con luôn. Xíu đấy. Thầy bác rồi thì bầu hiền, bầu đức chứ. Bầu đức. Đang khắc tượng Phật Ba nhé. Dạ. Tượng Phật Ba đây là ai đặt anh Hoàng này? Một khách ở trong Hà Tĩnh ra đặt tượng Phật Ba mọi người nhé. Thì đấy anh Hoàng nhận gỗ này chắc gỗ lim mà gỗ đỏ. Mọi người muốn đặt tường đó thì ra anh Hoàng ở thôn Yên Điểm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh ạ. À.
Tưởng gì anh Hoàng cũng điêu khắc được mọi người ạ. À. Cho nên là anh Hoàng rất khéo tay. Nói chung là một tay nghề nhân. Đầy đủ cả những bức tường đã trong tay anh Hoàng xuất phát ra là đều là những nghệ sĩ, những người nổi tiếng cả mọi người nhé. Cái này bức này có đẹp không ạ, mọi người thấy có đẹp không? Đây này, bức tường của Quan Văn Trường. Người thấy không? Quan Văn Trường đấy là ông nào đây. Nói chung là anh Hoàng đây toàn là khắc nói về lịch. Ông Bầu Đức chuẩn bị xong 2 tuần nữa, 2 tuần nữa là xong. Thì video của mình đến xưởng anh Hoàng đây, mình quay cho mấy bạn xem, thì mấy bạn hãy chia sẻ và subscribe cho mình. Đó. Để những con đường kể tiếp, những ai mà có nổi tiếng ở quê hương thì mình sẽ đến quay cho mấy bạn xem á. Bye bye, chào các bạn nha. Bye bye.